mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Bếp Nhà Mình, được phát sóng vào lúc 11:40 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và đúng như tên gọi Bếp Nhà Mình thì hôm nay Lâm Thắng xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ đến với bếp nhà Lâm Thắng. Nhưng không chỉ có mình Lâm Thắng đâu, mà hôm nay còn xuất hiện một vị khách mời rất là đặc biệt, đó là một nữ diễn viên rất là xinh đẹp, rất là tài năng, và người đó không ai khác chính là Kim Nhã. Dạ em chào Lâm Thắng. Xin chào quý khán giả của bếp nhà mình là Kim Nhã. Cũng rất là vui khi mà em sắp xếp được thời gian để đến đây. Dạ. Thì anh biết trong cái công việc của em thì phải làm gì, phải suy nghĩ rất là nhiều đúng không? Anh sử dụng cái trí óc nè, cái sức khỏe của mình rất nhiều. Dạ. Nên hôm nay đến với bếp nhà của anh thì chắc chắn vào vô bếp là phải có món ăn. Và món ăn này anh đã đặc biệt chọn lựa riêng cho em. À, nó rất là tốt cho sức khỏe nè ha. Rồi nó còn bổ sung rất nhiều vitamin nè, rồi làm cho em cái da của em đẹp hơn nè. Tại vì mình cần phải có làn da đẹp đúng không? Đó, không biết là em có đoán ra món gì không? Dạ, nếu mà bây giờ nhìn nguyên liệu trên bàn đấy ha, thì em nghĩ là mình ăn dâu trái cây. Dâu trái cây đó. Đúng. Dâu trái cây. Đó, đúng là cũng dâu trái cây mà hôm nay đặc biệt hơn. Tên nghe rất là hay, hấp dẫn luôn. Em có rành gì những cái loại tàu ghe thuyền được không? Hả? Em là người thành phố. Ủa? Cho nên là em không có rành lắm về mấy cái vụ mà ghe tàu đồ này nọ. Không ghe tàu đúng không? Thì bây giờ anh có cái món này nè, tên liên quan tới một trong những cái loại đó. Dữ vậy trời. Ừ. Hay vậy đó. Là gì anh? Tên là thuyền chuối. Lát nữa em sẽ biết tại sao có cái tên thuyền chuối ha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên em hãy lấy chuối ra đi. Thuyền chuối là phải có chuối. À. Đó, rồi lấy một trái chuối ra. Đây em cắt nha. Cắt ra đi. Rồi. Rồi. Cảm ơn em. Trả đôi trái chuối ra. Món này thì rất là đơn giản, nó sẽ không mất nhiều thời gian của mình đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cho sữa chua Hy Lạp. Bây giờ chúng ta sẽ chiên cây lên. Này hay cái nha, tuy em ăn nó béo nhưng mà nó không làm cho mình mập đủ dinh dưỡng, nó không làm mình mập. Trời đẹp quá, đẹp không? Đẹp không? Wow. Màu đỏ nè. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. À, rồi nhà lụ vô. À, xuất sắc nha. Không, có màu đỏ là nó đẹp. Đúng rồi, cái màu, không nhận cái màu đỏ làm điểm nhấn em ha. Đây, bây giờ cho ngũ cốc lên. À, bây giờ còn cái này nữa quan trọng, mật ong. Hấp dẫn quá, tự nhiên thèm luôn á. Ngon quá, màu đẹp quá. Giữ muối á, cái này mình có thể mang theo đi làm, mình ăn được á nhỉ. Đúng rồi anh. Đó, hấp dẫn quá. Món ăn của mình bây giờ coi như là đó, hoàn thành. Các bạn ơi, vậy cuối cùng là món ăn thuyền chuối của Lâm Thắng và Kim Nhã cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ Thắng và Nhã xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức nha. À, mời Kim Nhã, chúng ta cùng thưởng thức nào. Nha. Dạ rồi, để em thử thành quả của em. Anh cũng thử thành quả của anh. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá, ngon lắm nha mọi người. Anh không biết ăn sữa chua Hy Lạp, thật sự này em thiệt. Anh không ăn được, nhưng mà hôm nay anh mới biết pha chế gì ăn ngon vậy. Đúng rồi, nó đỡ bị ngán á. Thật ra một năm rồi em mới quay lại ăn sữa chua Hy Lạp. Mà đúng là ăn lại thấy nó vẫn ngon. Ngon quá. Có bơ, có xoài, có lụ. Đã quá. Nó có cái chua lụ ngọt. Lụ ngọt nè. Cái bơ thì béo, ngũ cốc của em á, nó bùi bùi. Dễ chịu quá. Thật ra anh ăn những cái thứ này riêng thì nó không gì đặc biệt, đúng không? Đúng, 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 em nói đúng. Chính cái sự mà hòa hợp chung như vậy nó mới làm nó ngon. Cái mật ong này giúp làm cho dịu lại. Ngon. Hồi trước đây á, em chủ yếu là muốn giảm cân. Cho nên em cứ bỏ đại vô tô mình ăn. Nhưng mà giờ công nhận là ăn mà nó đẹp thì mình cảm giác nó kích thích theo. Nhờ với lại là hồi trước em không nghĩ tới việc mà thêm mật ong. Thì bây giờ nếu mà thêm mật ong và thêm nhiều loại trái cây hơn thì nó sẽ ngon hơn. Và lúc đó em nghĩ nếu mà em làm vậy chắc em ăn được trong vòng một năm. Hay quá ha. Vậy bây giờ em thấy là cái bữa hôm nay là em gác công việc qua bên để đến với bếp nhà anh, em thấy sao? Em thấy vui. Vui ngon. Đúng không? Ngon. Và bắt mắt. Đó. Em có thêm được cái một món ăn rồi trước giờ mình không biết. Đúng rồi. Đúng không? Là đến với bếp nhà anh có lợi quá còn nhiều đúng không? Dạ.
Dạ, kính thưa quý vị, thì chương trình Bếp Nhà Mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn quý vị vào 11:40 Chủ nhật tuần sau trên kênh H47 nhé.